Domino in the Wild, đồ chơi tương tác luyện tư duy logic cho trẻ. Bộ đồ chơi bao gồm 28 tấm thẻ dày dặn, cứng cáp, in hai mặt, mặt hình và mặt số, tạo điều kiện để chơi hai trò chơi trong cùng một bộ sản phẩm. Với mặt hình, ta có thể chơi theo hai cách. Cách thứ nhất, chơi với hai người, chia đều mỗi người 7 tấm thẻ, số thẻ còn lại sẽ để ở giữa. Bằng tù tì, ai thắng sẽ là người đi trước. Người chơi sẽ ghép miếng thẻ hình tiếp theo, tương ứng với thẻ phía trước để ghép thành một con vật hoàn chỉnh. Nếu không có thẻ để ghép trong số bài đã chia thì sẽ bốc lên một thẻ mới. Đến khi bốc hết thẻ ở giữa, ai không có thẻ để ghép được nữa thì sẽ thua. Cách 2, chơi từ 3 người trở lên, chia đều thẻ cho tất cả người chơi. Bằng tù tì, ai thắng sẽ được đi trước. Cách chơi cũng tương tự như cách chơi với hai người, từng người chơi lần lượt ra thẻ để ghép thành một con vật hoàn chỉnh. Khi đến lượt mà không ra được thẻ thì lượt đó sẽ bị bỏ qua. Kết thúc trò chơi, ai còn nhiều thẻ hình nhất thì sẽ là người thua cuộc. Mặt sau của thẻ được thiết kế để chơi trò chơi Domino truyền thống. Bộ sản phẩm Domino in the Wild mang lại nhiều lợi ích cho bé như tăng cường khả năng nhận biết, rèn luyện tư duy logic và sự tập trung, phát triển kỹ năng vận động tinh, phối hợp tay và mắt. Luôn nằm trong top sản phẩm bán chạy nhất của MyToys, Domino in the Wild hứa hẹn sẽ đem lại trải nghiệm trò chơi tương tác hào hứng và vô cùng thú vị cho bé cùng gia đình và bạn bè.